Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Hà Nội Phố. Từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn. Đây là một số thông tin được trích dẫn từ báo Hà Nội Mới. Mời quý vị nghe Duy đọc thông tin này trên báo nhé. Chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3084 UDND KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 CT-UBND, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 241 TBVP-CP ngày 12 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại thông báo số 486 TBTU ngày 13 tháng 9 năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các cơ sở ban ngành thành phố, các đồng chí Bí thư, quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 CT-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời đánh giá, phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ, rà soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô, đảm bảo thực hiện nghiêm thực chất việc cách ly y tế trên địa bàn. Các địa phương cũng duy trì hoạt động các pháo đài chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Chủ động triển khai kế hoạch, phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Thành phố lưu ý tránh hai khuynh hướng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, say sưa với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch, nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Từ 12 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với các địa bàn, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 CT-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, được hoạt động một số cơ sở kinh doanh cụ thể như sau: cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Thành phố cũng yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với nhân viên, thực hiện 5K, quét mã vạch QR bắt buộc với khách hàng đến mua, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày 21 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí, điều kiện, biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, độ bao phủ vaccine, ý thức chấp hành của người dân và liên tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng quét mã QR cho toàn bộ người dân, các nhà hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị v.v. trên địa bàn thành phố, tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của thành phố. Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế triển khai nhanh các phần mềm quản lý di biến động dân cư và các dữ liệu phòng chống dịch theo hướng tích cực các dữ liệu liên quan vào mã công dân. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã được giao thống nhất nguyên tắc, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch kinh doanh, đảm bảo sinh kế của người dân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch của thành phố,
chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn theo nguyên tắc nêu trên, thống kê đối tượng bệnh nền, đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh để báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ngày 21 tháng 9 năm 2021. Gửi báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Y tế chậm nhất trong ngày 17 tháng 9 năm 2021. Sở Y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị, tham mưu đề xuất báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 18 tháng 9 năm 2021 để xem xét ban hành chỉ thị về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Đó là những thông tin Duy trích dẫn trên báo Hà Nội Mới ngày 15 tháng 9 năm 2021. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video sắp tới.